Bạch Lộc từ hot girl mạng đến vợ Hứa Khải, Nhậm Gia Luân được vua chính sủng ái ngất trời. Bạch Lộc tên thật là Bạch Mộng Nghiên, sinh năm 1994 tại Thường Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Cô là nữ diễn viên đăng lên của làng giải trí Hoa ngữ khi gây sốt và được chú ý qua các bộ phim như Chiêu Diêu, Học viện Quân sự Liệt Hỏa, Nửa là Đường Mật, Nửa là Đau Thương và gần đây nhất là bộ phim Châu Sinh Như Cố và Một Đời Một Kiếp. Trước khi nên duyên với nghiệp diễn thì Bạch Lộc từng thi tuyển vào SM Entertainment Hàn Quốc nhưng không thành công. Sau khi lọt vào mắt xanh của nhà sản xuất Vua Chính, cuộc đời Bạch Lộc đã bước sang một trang mới. Từ hot girl mạng đến gà cưng Vua Chính, Bạch Lộc lần đầu tiên tham gia diễn xuất trong MV của ca sĩ Lục Hồ và đã nhận được nhiều sự chú ý nhờ vẻ ngoài xinh đẹp dễ thương trong sáng. Năm 2015, Bạch Lộc gia nhập công ty giải trí Hoa Ngu Ảnh Thị của đạo diễn Vua Chính và được đảm nhiệm vai phụ đầu tiên trong bộ phim Triều Ca. Vai diễn tiếp theo được coi là bước đệm cho sự phát triển của Bạch Lộc là trong bộ phim Phượng Tù Hoàng, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Thiên Y Hữu Phong. Đây được coi là bước tiến mới của Bạch Lộc. Bộ phim này đã đưa tên tuổi Bạch Lộc đến gần hơn với khán giả. Vai chính đầu tiên của Bạch Lộc là phim Đại Vương Không Dễ Làm, một tác phẩm được chấp bút và nhào nặng bởi biên kịch vàng Vua Chính. Thành công nối tiếp thành công, diễn xuất của Bạch Lộc tiếp tục tỏa sáng trong Chiêu Diêu. Bộ phim nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả nhờ sự thể hiện xuất sắc của dàn diễn viên, cũng như cốt truyện thú vị, hài hước và đặc biệt là sự ăn ý của cặp đôi Bạch Lộc Hứa Khải. Bộ phim này cũng giúp cho cả hai được đề cử giải nam và nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại liên hoan phim và truyền hình mạng Golden Bird lần thứ tư. Thừa thắng xông lên, Bạch Lộc tiếp tục bứt phá trong diễn xuất với một vai diễn đầy cá tính và phá cách trong bộ phim Học viện Quân sự Liệt Hỏa, hợp tác cùng với người tình tin đồn Hứa Khải. Đây được xem là vai diễn in đậm dấu ấn nhất của nữ diễn viên họ Bạch này trong lòng khán giả. Nó cũng mang lại cho cô đề cử diễn viên xuất sắc nhất tại StarHub Night of Star năm 2019. Năm 2020, tên tuổi của Bạch Lộc lại tiếp tục vang xa hơn khi cô thủ vai chính trong bộ phim Nửa là Đường Mật, Nửa là Đau Thương, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Kỳ Tử, đóng cặp cùng La Vân Hy. Bộ phim là câu chuyện xoay quanh tình yêu của tổng tài bá đạo Viên Soái do La Vân Hy thủ vai và cô nàng giang quân mạnh mẽ cá tính Bạch Lộc thủ vai. Diễn xuất của Bạch Lộc trong phim được đánh giá cao khi lột tả được một cách sâu sắc nội tâm và khí chất của giang quân mạnh mẽ, cá tính nhưng lại rất ngay thẳng, chính trực. Sau bộ phim Nửa là Đường Mật, Nửa là Đau Thương, Bạch Lộc lại lột xác với hình tượng long ngạo nhất, xinh đẹp và quyến rũ trong Cửu Lưu Bá Chủ. Bộ phim xoay quanh câu chuyện phân tranh giữa thiện và ác của hai tầng lớp, Hạ Cửu Lưu và Thượng Cửu Lưu của Ngân Thành, mà đại diện cho hai tầng lớp này đó là long ngạo nhất do Bạch Lộc thủ vai và Lý Thanh Lưu do Lại Nghệ thủ vai. Năm 2021, Bạch Lộc lại một lần nữa bùng nổ và khẳng định được tài năng diễn xuất của mình trong hai tác phẩm là Châu Sinh Như Cố và Một Đời Một Kiếp, đóng cặp cùng Nhậm Gia Luân. Châu Sinh Như Cố và Một Đời Một Kiếp là câu chuyện kiếp trước và kiếp sau của Thôi Thời Nghi, Bạch Lộc thủ vai và Châu Sinh Thuần, Nhậm Gia Luân thủ vai. Ở kiếp trước, Thời Nghi và Châu Sinh Thuần đã không thể đến với nhau, nhưng ở kiếp sau, họ đã có một cái kết hạnh phúc và viên mãn. Nhiều người nhận xét, Bạch Lộc đã có màn hóa thân xuất thần trong hai tác phẩm mới nhất này của cô. Có thể nói, Bạch Lộc là một trong số ít nữ nghệ sĩ của showbiz luôn tích cực đa dạng hóa vai diễn của mình trong nhiều thể loại phim, từ cổ trang đến hiện đại, tiên hiệp hay dân quốc. Sự lăn xả và nghiêm túc với công việc là yếu tố giúp Bạch Lộc trưởng thành và thành công như bây giờ. Sau những thành công gặt hái được qua các bộ phim, Bạch Lộc đang dần khẳng định được thực lực qua từng vai diễn. Cô được giới truyền thông Trung Quốc đánh giá, trong tương lai, cô sẽ gia nhập hàng ngũ tiểu hoa đáng của showbiz. Sau 6 năm hoạt động nghệ thuật, Bạch Lộc đã thành công phá vỡ định kiến về hot girl mạng. Cô đã chứng minh được tài năng bằng chính thực lực của mình, chứ không phải là bình hoa di động, chỉ có nhan sắc. Vướng tin đồn tình ái với Hứa Khải. Cũng giống như các diễn viên trong làng giải trí, chuyện đời tư của Bạch Lộc cũng được truyền thông và khán giả quan tâm, đặc biệt là đời sống tình cảm. Bạch Lộc từng dính tin đồn hẹn hò với bạn diễn Hứa Khải từ sau khi đóng chung trong Phượng Tù Hoàng và tin đồn phim giải tình thật của cặp đôi càng nổ ra mạnh mẽ hơn sau nhiều lần họ hợp tác cùng nhau. Tuy nhiên, cả hai đương sự và công ty chủ quản vẫn chưa lên tiếng chính thức về tin đồn tình ái này. Điều này càng khiến cho người hâm mộ tin rằng chuyện tình của cặp đôi là có thật. Tin đồn hẹn hò với Hứa Khải chưa có dấu hiệu hạ nhiệt thì Bạch Lộc lại dính nghi vấn yêu đương cùng với nam diễn viên La Vân Hy sau khi Nửa là Đường Mật, Nửa là Đau Thương được phát sóng. Tuy nhiên, trước sự đồn đoán của dư luận, phía La Vân Hy đã nhanh chóng lên tiếng và phủ nhận tin đồn hẹn hò của cả hai, khẳng định rằng họ chỉ là bạn bè và họ đang tập trung phát triển sự nghiệp của mình. Mặc dù đứng trước nhiều tin đồn về đời tư nhưng Bạch Lộc vẫn rất kín tiếng và cô luôn thể hiện tốt vai trò của mình trong từng vai diễn. Đây có lẽ chính là điều mà cô mong muốn được khán giả ủng hộ qua tài năng và thực lực, chứ không phải là những thị phi trong giới giải trí.